Xin chào mọi người. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 3920 đến chương 3922. Hành trình mới. Phụ thân, hai chữ vô cùng đơn giản lại làm cho sắc mặt Diệp Cần Thương trì trệ. Sau một lát, Diệp Cần Thương bỗng nhiên ngửa đầu cười to, biểu lộ rõ sự vui vẻ cùng hài lòng. Tốt, tốt. Có thể nghe được câu phụ thân này của con, ta đã thỏa mãn rồi. Bàn tay hư ảo của ông tại bờ vai Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ. Hài tử, bây giờ ta đã không còn thứ gì có thể tiếp tục trao cho con. Con đường sau này con cần phải dựa vào chính mình để đi tới. Tương lai của con so với bất kỳ người nào trong vũ trụ này đều càng thêm mờ mịt, khó hiểu. Cao độ mà tương lai con có khả năng đạt tới cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Đã từng ta lấy bản thân mình làm sự cuồng ngạo, về sau ta sẽ lấy con làm sự vinh quang. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra một sự cảm hoài. Vốn tưởng rằng chính mình lúc trước bị trục xuất khỏi Diệp gia, mò mẫm bên ngoài, trải qua sinh tử, anh vẫn một mực cho là đã tự một mình bước tới. Nhưng tới hiện tại anh mới biết được, từ một nơi sâu thẳm, Diệp Cần Thương vẫn luôn ở trong bóng tối, bảo vệ anh, giúp anh tiến lên. Gần như đã chứng kiến tất cả sự trưởng thành của anh. Một tiếng phụ thân này của anh, Diệp Cần Thương xứng đáng được nhận. Từ Nhật Vũ ở một bên nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm khái. Diệp Cần Thương mặc dù tại bên trong Diệp tộc có không ít người thừa kế, nhưng dường như đối với bất kỳ người nào cũng chưa từng quan tâm. Mà Diệp Thiên cũng không phải là ông trong tình cảm kết hợp với nữ nhân nào khác mà sinh ra Diệp Thiên. Thế nhưng đối với Diệp Thiên, ông lại dốc hết thảy tâm huyết của mình, thậm chí ngay cả lực lượng tộc văn mà mình khổ tu mới có được, đều chuyển giao toàn bộ cho Diệp Thiên. Loại thân tình vượt qua huyết mạch này làm cho ông ta cũng không khỏi lộ ra vẻ xúc động. Phụ thân, còn có chuyện gì muốn nói hay không? Nếu như không có, vậy con nên rời đi. Diệp Thiên cũng không phải là người ưa dây dưa dài dòng, anh thực sâu nhìn Diệp Cần Thương một chút, chuẩn bị cáo từ rời đi. Anh đã không kịp chờ đợi muốn tiến về trung tâm thế giới Ngân Hà. Ở nơi đó, anh mới có thể để cho lực lượng của mình nhanh chóng tăng lên, sớm ngày giúp Diệp Bình Thương thoát khỏi sự trói buộc của địa cầu. Diệp Bình Thương hơi trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng. Nói đến có một chuyện ta phải nhắc nhở con. Chuyện này đối với con khi đối phó cùng chân võ thánh môn sẽ có trợ giúp rất lớn. Khóe miệng của ông mỉm cười thản nhiên nói. Con còn nhớ rõ Bá đồ thập tam kiếm hay không? Ừ. Bá đồ thập tam kiếm sao? Ánh mắt Diệp Thiên khựng lại. Bá đồ thập tam kiếm, anh đương nhiên là nhớ rõ. Đây là lúc ban đầu anh đoạt được tại một nơi mật tàng ở cực bắc địa cầu. Quy lực của nó là vô song, có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Anh đã từng phỏng đoán, bá đồ thập tam kiếm này hẳn là do một đại năng thời thượng cổ trên địa cầu lưu lại. Mà anh cũng đã tu thành thức thứ nhất của bá đồ thập tam kiếm, vô nguyệt. Ban đầu ở cảng đảo, khi anh quyết chiến với Cận Vô Trần, thủy tổ của Vương Chi Cận liền đã từng sử dụng tới. Chỉ là về sau anh tu thành thánh hồn kiếm cùng chân võ tiệt thiên kiếm đã có hai môn kiếm kỹ, nên anh rốt cục cũng chưa từng dành thời gian lĩnh ngộ bá đồ thập tam kiếm đến mức đem môn võ kỹ này gần như là đã lãng quên. Nhưng bây giờ Diệp Cần Thương lại đột nhiên nhắc tới bá đồ thập tam kiếm, để anh cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói bá đồ thập tam kiếm này cũng không phải là do đại năng thượng cổ gì tại địa cầu lưu lại, mà còn có một số bí mật gì đó anh chưa biết hay sao? Chỉ nghe Diệp Cần Thương mỉm cười nói ra, bá đồ thập tam kiếm này là 13 chiêu kiếm pháp ta tự sáng tạo ra. Lúc trước chính là ta cố ý đem nó lưu tại cực địa phương Bắc để con phát hiện. Cái gì? Diệp Thiên ánh mắt lúc này lập tức cứng đờ. Bá đồ thập tam kiếm kỳ thực là do Diệp Cần Thương sáng tạo ra. Điều này chẳng phải là nói bá đồ thập tam kiếm là kiếm pháp đứng ở đỉnh cao trong vũ trụ hay sao? Diệp Cần Thương nhướng mắt nhìn về phía chân trời, dường như nhớ lại chuyện cũ năm đó. Lúc trước khi ta còn trẻ, kết bạn với một nữ đệ tử tại chân võ thánh môn. Nữ đệ tử này hiện tại
đã là đại năng uy chấn chân vào thánh môn, cũng chính là vị mà ta mới vừa rồi đề cập với con. Ta cùng với nàng xem như là hồng nhan tri kỷ, mặc dù có ý tứ, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, cuối cùng cũng không tới được với nhau. Mà nàng đối với chuyện này cũng là một mực ôm hận trong lòng, nhiều lần đã tìm cơ hội khiêu chiến ta. Bởi vì ta đã chứng kiến rất nhiều thần thông kỹ pháp của chân và thánh môn, sau đó ta đem những chiêu pháp tâm đắc khi đối chiến cùng với nàng chỉnh lý, từ sáng tạo ra một bộ kiếm pháp chuyên môn dùng để khắc chế thần thông kỹ pháp của chân và thánh môn. Bộ kiếm pháp này cuối cùng được ta đặt tên là Bá Đồ Thập Tam Kiếm. Ồ, Diệp Thiên ánh mắt khẽ động. Điều này chẳng phải là nói Bá Đồ Thập Tam Kiếm chính là khắc tinh với rất nhiều thần thông kỹ pháp của chân và thánh môn hay sao? Diệp Bình Thương thu hồi ánh mắt, thần sắc trầm ngưng nói ra. Chân võ thánh môn là đạo thống truyền thừa của sáng thế thần, nơi phát ra lực lượng căn bản nhất của nó gọi là chân võ ý, đến từ một khối chân vũ thần thạch mà sáng thế thần lưu lại tại chân võ thánh môn. Mà bên trong Bá Đồ Thập Tam Kiếm của ta ẩn chứa Bá Vương ý, đây chính là khắc tinh tuyệt đối của chân võ ý. Nếu là dùng đó đối phó với người của chân võ thánh môn, tuyệt đối là làm ít công to. Bá Vương ý sao? Diệp Thiên nhẹ giọng thì thầm, chỉ cảm thấy dĩ vãng trước đó sự xem trọng của mình đối với Bá Đồ Thập Tam Kiếm thật sự là quá mức ngu xuẩn. Một kiếm pháp được tạo ra bởi một vị tồn tại tối đỉnh nhất trong vũ trụ, anh thế mà xem như rác rưởi, tiện tay bỏ quên tại trong nhẫn không gian. Nghĩ thử mà xem, nếu như anh tu luyện Bá Đồ Thập Tam Kiếm, chỉ sợ bên trong những lần gặp đối thủ lúc trước, không ít kẻ đều sẽ bị anh nhẹ nhõm nghiền ép, đúng không? Phụ thân, con hiểu rồi. Diệp Thiên quay lại cười với Diệp Kình Thương. Vậy hôm nay chúng ta sẽ chia tay tại đây. Con hứa không tới 10 năm con sẽ trở về cứu người thoát khỏi trói buộc. Hiện tại con sẽ lập tức tiến về Hỏa Minh Hệ. Nơi đó có một tiếp điểm truyền tống, có thể đem con truyền tống đến trung tâm thế giới Ngân Hà. Anh vừa nói xong chuẩn bị phi thân rời đi, nhưng Diệp Bình Thương đã giữ lại bờ vai của anh. Có ta ở đây, đi đến trung tâm thế giới Ngân Hà, sao lại cần cái tiết điểm truyền tống gì chứ? Tiên lộ, ta đã có thể mở ra một lần, liền có thể mở ra lần thứ hai. Lần này, ta sẽ trực tiếp đưa con tiến về trung tâm thế giới Ngân Hà. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay ông vung lên một màn ánh sáng rộng vài trượng từ trên mặt biển trải rộng ra. Sau đó kéo dài hướng về sâu trong hư không, thẳng tới tinh hà vũ trụ mênh mông vô tận kia. Diệp Thiên lúc này mới chợt hiểu ra và hoàn hồn trở lại. Có Diệp Kình Thương, vì đại năng đỉnh tiêm này tại đây, anh sao lại cần phải mượn dùng các tiết điểm truyền tống không gian gì nữa chứ? Phụ thân, con đi đây. Anh nhẹ gật đầu với Diệp Kình Thương, sau đó hướng về phía Từ Nhật Vũ với tay tạm biệt. Sau đó lễ lên một cái, đã đạp ở phía trên con đường ánh sáng, thuận theo phương hướng màn ánh sáng kéo dài đi tới, nháy mắt biến mất không còn tung tích. Mà liền tại thời điểm Diệp Thiên từ địa cầu rời đi, một bàn tay khổng lồ bao trùm tinh hà vũ trụ trong hư không là đột nhiên hiện ra, hướng về màn ánh sáng chộp tới như muốn đem một kích bóp nát. Diệp Thiên ánh mắt dừng lại, một màn này cùng thời điểm đầu tiên anh đạp lên tinh lộ rời đi không có gì khác biệt. Anh biết tất nhiên là đại năng thần bí lúc trước ra tay với anh kia lại cách một khoảng cách cực xa hạ xuống công kích. Chỉ là lần này anh đã không còn bất lực, không thể làm gì như trước đó. Tâm thần anh khẽ động, giữa lông mày có một đạo quang hoa hiện ra. Một đạo quang ấn đã được anh nắm trong tay, chính là tinh túy nguyên thần mà Doãn Tô Tuyệt để lại cho anh. Anh đang chuẩn bị đem tinh túy nguyên thần bóp rác, dẫn động lực lượng thánh nhân. Nhưng là vào lúc này, một lực lượng cực kỳ bá đạo lại là vọt ngang mà tới, lấy một loại hình thái nghiền ép, đem bàn tay khổng lồ bao trùm hư không kia, chấn vỡ giữa trời. Mà Diệp Thiên cùng tiên lộ lại không chút hư hại nào. Lúc Diệp Thiên đang nghi hoặc, thì thanh âm của Diệp Kình Thương lại là từ địa cầu sau lưng anh truyền đến. Người của Diệp Kình Thương ta còn chưa tới lượt con chó già sáng thế thần ngươi động đến. Hài tử, phụ thân sẽ đưa con đi đoạn đường này đến trung tâm thế giới Ngân Hà,
thỏa thích phô diễn ra tài năng của con đi. Một ngày này, Diệp Thiên chính thức đạp lên hành trình đến trung tâm thế giới Ngân Hà. Một vị đế vương lấy tư thái là một thanh niên ở trung tâm thế giới Ngân Hà bộc lộ tài năng quân lâm vũ trụ